Xin chào quý các bạn, trên hình các bạn thấy đây là Sky A910 đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Một trong những mẫu điện thoại rất là thành công của Sky Bantech Hàn Quốc. Qua thời gian, việc máy móc của Sky 910 lỗi hỏng là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay Di động Cao cấp .vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Sky A910 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi luôn có sẵn mọi linh kiện của quá trình sửa chữa điện thoại Sky A910 khi cần. Tất cả các linh kiện của điện thoại Sky A910 đều được chuẩn bị sẵn tại Di động Cao cấp .vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Sky A910 như treo logo, mất bút, mất email, lỗi nguồn, không có sóng, vỡ màn hình cảm ứng, thay vỏ máy, thay main, camera, máy ảnh, loa trong, loa ngoài của Sky A910 đều có sẵn tất cả các linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Riêng đối với các lỗi liên quan đến phần mềm trên Sky A910 như treo logo, không có sóng, không có email, mất email, lỗi main, không nhắn được tin nhắn đều có sẵn file chạy tại Di động Cao cấp .vn. Quý vị các bạn không phải chờ lâu, quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ ở Di động Cao cấp .vn, thì tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Trên hình các bạn thì thấy đây là phần bên trong của Sky 910, bảng main của Sky 910. Đó. Rất là đơn giản thôi, nó không có gì nhiều cả. Đó. Mình sẽ làm video này thứ nhất là giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Sky 910 đang được thực hiện tại Di động Cao cấp .vn. Và cũng qua video này, quý hàng ở xa không điều kiện đến Di động Cao cấp .vn có thể nhìn theo hướng dẫn của máy mà mình đang làm. Các bạn có thể tự fix một số lỗi cơ bản, có thể tháo máy ra và fix một số lỗi cơ bản trên Sky 910 mà quý hàng đang gặp phải. Ví dụ như loa rè, camera mờ, bụi camera chẳng hạn. Hoặc là chúng ta kẹt sim thì chúng ta cũng có thể qua video này, vì các bạn có thể tự thay thế, tháo lắp tại địa chỉ của mình cũng được. Rất là đơn giản thôi, an toàn, tiện lợi. Để tháo được Sky 910 ra thì chúng ta buộc phải tháo 15-16 con ốc ở phía sau nắp lưng của máy. Đó. Máy rất là nhiều ốc như này thì chúng ta phải tháo hết ra. Tháo xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp là mở black cap của máy. Nó chia làm hai phần, phần xương máy che camera máy ảnh. Đó, chia làm hai phần phía trên này. Đó. Đây bảng main, cả bảng main của máy nhìn rất là đơn giản. Đó. Tiếp theo đó là phần loa phía dưới. Khi thay xong loa phía dưới, chúng ta tiếp tục đến phần bảng main của máy. Đây là phần trong bộ bảng main của Sky 910. Đó, mình đã tháo ra. Sau một hồi loay hoay thì mình cũng đã tháo được phần bảng main của Sky 910 ra rồi. Rất là đơn giản. Đó. Khi bạn gặp bất cứ lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Sky 910, thì các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất vì các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sky A910 đang được thực hiện tại Di động Cao cấp .vn, để cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Sky hàng đầu Việt Nam.